Rồi, xin chào quý vị bạn trở lại với chuyên hồng xe hơi nhé. Đây hôm nay em mà có dịp quay con hàng gửi XLS AT này. Các bác xem trực tiếp thì đây là bản XLS nhé, bản hạ số tự động cầu. Chào các bác, hiện nay thì đã gửi LAT thì bên em đang bán 3 phiên bản nhé. Bản một cầu số sàn 665 triệu, một cầu số tự động 688 triệu và hai cầu số động 756 triệu. Thời điểm này thì rất khó là có khuyến mại, có tặng thêm một chút đồ phụ kiện, có thể là do tư vấn hàng thiện chí. Tuy nhiên thì giá đến tay khách hàng thì các bác vui lòng nhận trực tiếp, có ai đến kèm cho mình giúp em để được nhận cái báo giá giao xe trong từng tháng nhé. Các bác để ý giúp em nhé, thời điểm trước thì nó là 650, giờ nó lên giá khá là nhiều rồi. Hiện nay thì lăn bánh mẫu xe này thì vẫn phải ngoài 700 nhé các bác nhé. Giá cụ thể đến tay thì tùy theo từng tháng, xe thì có thể giao 9 tháng 10 tháng 1, tuy nhiên thì mỗi tháng có thể giá cả sẽ khác nhau nhé, mình lưu ý giúp em. Rồi, sơ qua về giá là thế. Công nghệ trên mẫu xe này, cái đầu trên 150 hay đèn chữ C giống trên Everest các bạn xem, thì hiện nay cái đèn này toàn bộ đang là đèn bóng halogen nhé, đèn sương mù. Cái này mình có thể về độ lên bi led hoặc full led thì ok. Về cơ bản là thiết kế nó sẽ theo cái form thống nhất, giống như là trên các đời khác. Trên xe thì sẽ không có cảm biến trước đâu, các bản này đều là nhựa hết nhá, không có cam 360. Trên phiên bản trước thì ở bản XLS sẽ không có cam lùi. Rồi, cái mạng cá này nó sẽ ký hiệu là turbo, chúng ta có khó vắt hơn 2.2 ngày xưa không? Cái hay là la răng ở bản này thì vẫn là la răng gọi là đơn giản thôi, nhưng mà nó nhìn đẹp, nó sáng nhựa và nó không trắng như là trên phiên bản phong cũ nhé. Ok, thân xe thì mình vẫn có bậc lên xuống nhé. Một điểm hay mà các bác nhiều bác khen rồi thì năm nay có cái bệ bước chân này, có cái thanh nóc cao su này, ổ điện này. Cái đặc thù của bản XLS là không có lắp thùng, lót thùng cao su theo xe nguyên bản. Bản mới này các bác này, cam lùi rất là ok, chưa cảm biến, có cam lùi đã đỡ được khá là nhiều rồi. Ngày xưa thì nó có một hai cái nhược điểm là không cam lùi, không ghế da. Cái bản này thì nó là bản vừa tiền, chúng ta vẫn có ghế nỉ nhé, bác ghế nỉ nhé. Tuy nhiên thì năm nay là có màn hình theo xe quay dọc, iPad trên xe. Đây mình xem bên này. Đó, ghế chỉnh cơ nhé, ghế lái chỉnh cơ nhé, ghế nỉ. Vô lăng thì toàn bộ đều là vô lăng trợ lực điện. Chỉnh điện thì chắc là chỉ có trên hoa trách thôi. Rồi, nội thất này, nó cũng là nội thất cơ bản thôi, nó sẽ theo form của hoa trách mà tối giản đi một số cái để chúng ta hợp lý cái chi phí. Thật ra với cái khoảng 750 triệu lăn bánh quay đầu ấy, thì trong khoảng 8 đến 7 năm vừa rồi thì gần như cái mẫu này nó là vượt trội về doanh số này, bán thì gần như auto top 1 rồi. Chúng ta có cruise control này, có vô lăng điện này, điều chỉnh màn hình này. Xe bán tải bình thường cũng có hai màn hình theo xe. Các bác thông cảm giúp em là nay em quay showroom thì là mình không nổ máy các thứ được. Đó, chúng ta có cổng sạc này. Cái kệ này là kệ sạc không dây, nhưng mà trên phiên bản này chúng ta không có nhá.
Rồi, cân bằng điện từ các thứ vẫn có, số tự động. Oh. Rồi, lâu rồi mình mới quay. Sắp tới bán lại thì hy vọng các bác lại ủng hộ cá nhân bọn em. Hiện nay thì nói thật là về cái giá đến tay này, giá lăn bánh này, có thể mỗi nơi chào khác nhau. Tuy nhiên ấy, các bác mua xe Ford thì chắc phải để ý là rồi, để mình có được một cái xe lăn bánh hoàn thiện thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp qua bên em nhé, giá cả và các phiên bản.